làm không đúng ấy, thì bệnh nhân hoặc là tử vong hoặc là người ta sống được, nhưng mà thực vật thì cũng rất là đáng tiếc. Cho nên là cái vấn đề cấp cứu ngừng tuần hoàn nó luôn luôn được cập nhật, và cả thế giới này người ta đều luôn luôn là cập nhật theo cái hội của tim mạch Hoa Kỳ. Cái thứ ba là một số các cái vấn đề liên quan sử dụng cấp cứu các cái xử lý ngộ độc thuốc tê. Cái vấn đề này gần đây nó cũng đang nổi lên và cũng gây ra một số những vấn đề chúng ta cũng đang còn thảo luận. Tuy nhiên ấy, thì với kinh nghiệm của mình thì giáo sư Kiên sẽ trình bày và giúp chúng ta hiểu hơn và làm như thế nào để xử trí được cái tình huống đó. Và xin bắt đầu. Cái phần báo cáo của tôi thì nó cũng ngắn gọn thôi. Với cái vấn đề là cấp cứu phản vệ khó thì các bạn vừa rồi đã có cái ngày 31 tháng 12 cái Bộ Y tế đã ban hành cái thông tư mới về phản vệ. Trong đó thì chúng tôi cũng có tham gia vào đấy. Tuy nhiên thì nó có nhiều điểm trong đó. Nó cũng giống như một cái món lẩu thập cẩm. Nhiều khi chúng ta đọc cũng thấy nó hơi lủng củng. Nhưng mà tôi chỉ xin nhấn mạnh lại là cái gì chúng ta cần nhớ và chúng ta có thể làm được. Ví dụ như thế này. Rất là đơn giản. Nó có thể xảy ra bất kể chỗ nào. Ví dụ trong môi trường bệnh viện. Từ chúng ta khí dung cho bệnh nhân. Đấy, có lần các bạn nào không biết là hô hấp đây đã cho bệnh nhân khí dung bê đô đưa hạn, khi bệnh nhân giật ngay ra lập tức. Vì sao? Vì người ta khí dung và người ta còn thấy khó thở hơn. Chắc các bạn gặp rồi, chúng tôi cũng đã gặp rồi. Cứ cho người ta khí dung là người ta giật ra luôn. Vì người ta thấy co thắt nặng hơn, mặc dù mình lý của mình thì cho nó giãn phế quản. Đó là gì? Nó dị ứng với các thành phần tá dược ở trong đó, làm cho người ta khó chịu. Hay là một cái rất là đơn giản, nhiều khi chúng ta đi sau một cái xe buýt hay là một cái đám khói gì đấy, chúng ta thấy ngạt thở. Đấy, vân vân. Vân vân còn chưa kể các cái tình huống chúng ta tiếp xúc hóa mỹ phẩm. Các chị đây hay dùng đồ hóa mỹ phẩm nên bao giờ người ta đi thử cũng phải bôi vào tay. Đúng không ạ? Không ai người ta bôi lên má hay môi cả, cứ phải thử vào tay, lên mu tay xem nó có bị làm sao không. Đấy, vân vân. Chưa kể những cái thứ thuốc chúng ta trong chẩn đoán và điều trị ngày càng nhiều thì cái nguy cơ nó cũng ngày càng nhiều, mà chúng ta chưa có một cái cách nào để chúng ta biết, trừ cái một số, ví dụ là chúng ta biết, ví dụ một số nào cháu mà nó ăn trứng nó bị nôn ra chẳng hạn, ta biết ngay là cháu này nó sẽ bị dị ứng với trứng. Hoặc là nghỉ hè chúng ta đi ra biển ăn hải sản đau bụng cũng đi ngoài vân vân, thì chúng ta nghĩ rằng là dị ứng với lại hải sản. Chứ còn lại các thứ thuốc, ví dụ thuốc viên chúng ta chẳng hạn, thử test kiểu gì bây giờ. Cho nên nói chuyện test không dễ. Cho nên tôi cũng băn khoăn mãi là chúng ta test kiểu gì với cái thuốc bôi, test kiểu gì với lại các cái thuốc viên. Cho nên là cái gọi là cái quan trọng nhất là chúng ta phải tìm hiểu các cái tiền sử bệnh nhân có bị dị ứng hay không. Cái đó là điều cực kỳ quan trọng. Và hiện nay do cái tình trạng quá tải, thứ hai nhiều khi chúng ta cũng bỏ qua. Ít khi chúng ta hỏi bệnh nhân cách cặn kẽ, người ta ăn cái gì, dùng thuốc gì, dầu gội đầu gì, thuốc đánh răng gì mà nó bị ngứa, bị sẩn vân vân, thì chúng ta phải hỏi. Đấy. Còn trong môi trường bệnh viện thì cái thử test chúng ta đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, giờ chúng ta đã bỏ. Bởi vì sao? Xin nói các bạn là gì? Ví dụ thuốc viên ta thử kiểu gì? Thuốc cản quang ta thử kiểu gì? Hồi xưa thấy các thầy cứ hay nhỏ nhỏ vào mắt, thì thực ra thì tìm mãi chả thấy cái tài liệu nào nó nói về cái kỹ thuật đấy cả, giá trị của nó đến đâu. Và nếu nó âm tính thì làm chúng ta bị chủ quan và thử test âm tính thì chúng ta không để ý nữa. Cho nên chúng ta dùng bất kể một cái thuốc gì, từ thuốc bôi, thuốc khí dung, tiêm dưới da hay tĩnh mạch, chúng ta luôn cảnh giác, sẵn sàng đối phó với phản vệ. Đấy, trong diễn biến thì nó rất là phức tạp và phong phú, chẳng có một theo thứ tự nào. Ví dụ có người nó bị giãn mạch, tiêm tĩnh test cái bệnh nhân tự nhiên là ngất luôn, mạch không bắt được. Chứ có những người nó còn ngứa, nó từ từ mẩn rồi nổi mẩn rồi sẩn ngứa khó thở vân vân. Cho nên là quan trọng của chúng ta là gì? Lúc nào cũng phải cảnh giác và sẵn sàng đối phó các tình huống có thể xảy ra. Thì các cái định nghĩa của nó rất là còn nhiều ý kiến khác nhau. Ví dụ đối với châu Âu, Mỹ chẳng hạn, các cái phản ứng dị ứng người ta xếp riêng ra. Anaphylaxis người ta định nghĩa đồng nghĩa cái gì? Chết đến nơi rồi. Còn thực ra tôi thấy nó cũng chả nên phân biệt đến làm gì cả về mặt lâm sàng. Cho nên rất là nhiều các cái từ nó sẽ, các cái từ đồng nghĩa khác nhau thuộc tất kệ để cho các nhà dị ứng miễn dịch sinh lý bệnh người ta nghiên cứu, người ta tranh cãi. Còn chúng ta chỉ biết rằng gì, dùng bất kể một cái thứ thuốc gì hay một cái sản phẩm gì, kể cả thức ăn côn trùng vân vân, đốt vân vân, thì chúng ta cũng phải sẵn sàng đối phó phản vệ. Nguyên nhân đến ngày càng nhiều, đây là các nguyên nhân của Mỹ người ta viết, còn nhiều nguyên nhân ở Việt Nam mình hiện nay là chưa viết vào đây và các bạn có thể viết thêm được. Đấy, ví dụ dị ứng với dọc mùng, dị ứng với cua biển vân vân, dị ứng cái gì đó thì các bạn hoàn toàn có thể viết thêm được. Có những cái như vậy, kể cả một số trường hợp dị ứng với cả gì, bệnh nhân tiêm Solumedrol xong té ngửa luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó dị ứng với ngay cái chất bảo quản ở trong cái ống Solumedrol.
Cho nên xin nhắc lại là gì? Các cái thuốc tiêm, đặc biệt là thuốc tiêm tĩnh mạch, trừ trường hợp chỉ định phải tiêm nhanh, còn lại một số thuốc, ví dụ như thuốc kháng sinh chẳng hạn, xin mời các bạn đừng tiêm tĩnh mạch. Tôi xin nhắc lại, đừng tiêm tĩnh mạch. Chúng ta cứ pha nó ra, truyền trong khoảng 15-30 phút. Nếu mà lôi thôi, ta stop nó lại. Chứ còn chúng ta, đặc biệt là đối với các cháu ở nhi, tìm mãi mới được cái ven nghiến răng nghiến lợi bóp phụt một cái, rồi trông nó ghê lắm. Khi đã vào trong người thì chúng ta lấy ra không được đâu. Cho nên là gì? Hạn chế tối đa các trường hợp tiêm tĩnh mạch trực tiếp, trừ cái thuốc gì, ví dụ người ta quy định phải tiêm nhanh thì chúng ta phải làm, còn không thì chúng ta thôi. Cái chẩn đoán phản vệ cho đến bây giờ trên thế giới người ta vẫn quy định vẫn chủ yếu là bằng lâm sàng. Cho nên là đừng có hy vọng một cái xét nghiệm gì. Mà lâm sàng ở đây là gì? Là những người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Ai tiếp xúc với người bệnh? Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý. Cho nên chẳng hạn chúng ta đừng nghĩ là viết một cái gì nghe cho nó hàn lâm để cho mấy ông tiến sĩ đọc, cái đó không đúng. Câu với chữ vân vân, cái đấy nó không quan trọng. Chúng ta hiểu rằng là viết cái gì và để cho ai, ai đọc và người ta có áp dụng được không, đấy là điều quan trọng. Đây cái tác giả Samson ở Mỹ chẳng hạn từ năm 2004 người ta đưa ra ví dụ là gì, các cái tiêu chuẩn về dấu hiệu có ba, chia ra ba loại. Loại thứ nhất là hạn chỉ có dấu hiệu ở da hoặc niêm mạc và kèm theo một trong hai triệu chứng hô hấp hoặc tuần hoàn. Rồi nhóm thứ hai là có ít nhất là hai trong bốn triệu chứng. Nhóm thứ ba thì giống như mình và chúng ta vẫn quen gọi là sốc phản vệ. Có nghĩa là gì? Bệnh nhân gần chết thì chúng ta hãy chẩn đoán. Còn trước đó chúng ta bảo không phải. Thì các bạn hình dung chúng ta ví dụ một cái nhà nó bị cháy. Nếu bắt đầu nó cháy vào góc nhà ta phải dập nó đi chứ. Bây giờ ta phải dỡ cháy đùng đùng to nữa nên mới bảo phải ta chữa. Cho nên chúng ta phải thay đổi từ cái nhận thức của chúng ta là gì? Cố gắng chẩn đoán sớm lên. Đấy, và thà nhầm còn hơn bỏ sót. Bởi vì sao bỏ sót thì hoặc là chậm trễ, đấy là hỏng. Ngay cả cái tiêu chuẩn Samson sửa đổi năm 2011, người ta cũng gọi là chi tiết hóa nó ra. Tôi nói ví dụ, có những cái người ta đưa ra, ví dụ huyết áp phải tụt 40mm thủy ngân hoặc là bao nhiêu phần trăm so với trước. Tôi hỏi các bạn trong hội trường này, có bao nhiêu bạn đã đo huyết áp? Thứ hai là các cháu bé thì sơ sinh thì đo huyết áp kiểu gì? Chúng ta nói vậy thôi chứ không dễ, đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta đưa ra con số, rồi chúng ta cái căn cứ vào những cái câu, cái chữ trong đó nó làm chúng ta dối vấn đề đi, không cần thiết. Chúng ta làm sao mà cho nó đơn giản thôi. Định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, người ta cũng copy của Mỹ, người ta cũng lấy y xì như thế, cho nên người ta cũng đưa ra các cái định nghĩa nó rất là rắc rối. Đối với bác sĩ đọc còn khó hiểu, chắc chắn là điều dưỡng nhà mình thì chả hiểu thế nào. Ai là bên cạnh bệnh nhân điều dưỡng thì tốt nhất là chả làm gì, chạy đi tìm bác sĩ, chạy về đến nơi thì chết rồi, xong rồi rút điện thoại ra báo cáo giám đốc, nghe có vẻ rất hoành tráng, gọi là thưa gửi cấp trên, báo cáo xong rồi chết toi rồi. Cho nên phải làm thế nào để cho cái người nào bên cạnh bệnh nhân người ta xử lý được với cái triệu chứng đơn giản nhất. Về mặt điều trị thì cũng không có gì thay đổi nhiều, xong từ giờ trước đến giờ vẫn cả tư thế bệnh nhân thế nào, oxy, ABA, breathing, vân vân. Thì chỉ có mấy cái điểm thay đổi. Thứ nhất là ta thống nhất là gì? Adrenaline có tác dụng tuyệt đối. Cho nên chúng ta hãy tạm thời bỏ tất cả noradrenaline, dopamine, rồi cái khỉ gió này ra ngoài. Đã nói tác dụng tuyệt đối thì chỉ có một thứ thôi. Vì sao? Vì nó có tác dụng co mạch rất là nhanh. Thứ hai là gì? Nó có tác dụng giãn phế quản. Nó còn tác động đến tế bào mastocyte, cho nên là người ta đã quy định đây là adrenaline. Nước sách nước ngoài nó biết là epinephrine. Có tác dụng tuyệt đối thì chúng ta đừng có cho nhiều thứ vào trong cái hộp để làm gì. Cái thứ hai nó thay đổi là gì? Tiêm bắp. Trước kia là tiêm dưới da thì bây giờ chúng ta tiêm bắp. Bắp nào cũng được. Tuy nhiên ấy, mặt trước đùi thì người ta chứng minh được là nó hấp thu tốt hơn. Thứ ba là gì? Liều nó nhỏ thôi. Trước kia thì chúng ta tiêm 1mg chẳng hạn. Chúng ta có sợ là vỡ tim rồi loạn nhịp, chứ làm ai cũng kinh. Thế hệ chúng tôi đi học nhìn thấy cái phác đồ chẳng hạn. Nếu mà xảy ra bệnh nhân hôn mê đái ỉa rầm rề, bắt đầu với adrenaline 1mg tiêm dưới da, bắt đầu là tráng sơ ranh tiêm tĩnh mạch, rồi đến năm 70 hồi xưa thế, đúng không ạ? Sau này chúng ta không còn cái dùng cái sơ ranh thủy tinh không tráng được nữa, nhưng bây giờ người ta thấy cái gì, liều thấp thôi, tiêm bắp. Và thứ hai là gì, cái thời gian bán hủy nó cũng rất là nhanh, chẳng may á chúng ta có lỡ thì cũng chả đến nỗi nguy hiểm. Cho nên xin mời các bạn bác sĩ đừng có mắng mỏ điều dưỡng của mình, lỡ tay tiêm 1/3 hay 1/2 ống adrenaline tiêm bắp cho người lớn đó, đổ gây ra chết, cái đấy nó không đúng. Mà chết nhất ấy, người ta sẽ không làm gì, thế là mình chết luôn. Bác sĩ ở đâu mà đủ bên cạnh bệnh nhân được, chưa kể là những cái tình huống ví dụ như là bạn gì
bạn gì à? Hải Dương nhỉ, tên gì nhỉ? Bạn tên gì nhỉ? Hả? Đợi, ôi, rất là ấn tượng bạn này bán đọc rất nhiều tôi biết. Ví dụ bạn đợi đi chơi trên núi Chí Linh chẳng hạn, bị con ong nó đốt chẳng hạn, bác sĩ đâu ra, đúng không? Nhớ mang theo ông ra đi rút trong túi ra cắm phập cái vào đùi, thế là hết chuyện. Việc gì phải đo huyết áp, phải làm gì đó. Chẳng cần làm những cái việc gì linh tinh cả, chúng ta xử lý ngay, không cần sát trùng, thế là thoát. Còn nếu chúng ta cứ mày mò rồi đợi thế nọ thế kia thì rất là lắm chuyện. Đây là một cái phác đồ cấp cứu của châu Âu cũng tương tự. Người ta đưa ra các cái chi tiết rất là cụ thể, phớt triệu chứng làm gì, chúng ta làm gì, vân vân. À, cái này bác sĩ chúng ta đọc đều hiểu. Nhưng xin nhắc lại, bác sĩ không phải là người tiếp cận ban đầu đối với người bệnh. Cho nên là gì, chúng tôi rất đồng ý với châu Âu là gì? Aralin có tác dụng cho tất cả các loại, từ nhẹ đến nặng. Chẳng may nó ngứa một tí, rồi dùng lỡ tay, dùng một tí Aralin không sao cả. Chúng ta đừng làm quan trọng hóa cái vấn đề lên nhé. Đấy, đây là người ta thấy cái sơ đồ đây, thấy thì tương ứng mức độ nặng và cái dùng Aralin, ta thấy là gì, càng nặng thì càng dùng Aralin, đúng rồi. Tuy nhiên ấy, nếu mà có nhẹ bắt đầu bằng kháng histamine nhưng mà chẳng may có lỡ tay một chút Aralin cũng chẳng sao cả. Và chúng ta thấy ở đây rõ ràng là các vai trò của nó chỉ có Aralin và kháng histamine, còn lại các thuốc corticoid vân vân, các thuốc khác chúng ta bỏ nó ra, đấy không có tác dụng trong cấp cứu. À, một cái phác đồ khác mà chúng tôi tham khảo được của Australia, người ta cũng thấy tương tự, nó cũng làm cũng đơn giản hơn đối với tụi Mỹ và châu Âu. Đấy, chúng ta thấy chỉ có một vài các cái triệu chứng, đúng nào? Đấy, tất nhiên đấy, người ta phân biệt ra là dị ứng và phản vệ. Ví dụ như phản vệ chẳng hạn, nó phân biệt ra là có các triệu chứng khó thở, phù lưỡi vân vân. Đây các bạn nhìn trên bảng các bạn thấy rồi. Chứ không biết thì vấn đề chính chúng ta hiểu là tại sao bệnh nhân bạn phản vệ là gì? Nó gây ra cái gì? Suy tuần hoàn cấp, suy cái gì? Một là nó giãn mạch. Giống như là thể tích lòng lòng mạch chúng ta đang đầy, nó chứa được khoảng 7% trọng lượng cơ thể chẳng hạn, thì bây giờ cái sức chứa của nó tăng lên 10 hay 15% chẳng hạn, thì rõ ràng là cái dòng chảy của chúng ta sẽ tự nhiên nó sẽ không đổ đầy được. Thứ hai là hiện tượng thoát quản. Người ta đã chứng minh được rồi, nó bị giãn mạch và nó thoát ra rất nhanh. Chúng ta chỉ nhìn thấy phù mặt, phù môi, cái đấy là chuyện đơn giản. Sợ nhất là nó phù phổi, phù trong não, thơ tim vân vân, cái đó rất là lôi thôi. Cái thứ hai là gì, bệnh nhân nó suy hấp cấp, nhẹ các trong một số các trường hợp, nó gây ra phù các cái đường hô hấp trên, hạ họng, thanh quản, khí quản vân vân. Đấy, nặng và nó thậm chí nó khó thở như hen, co thắt phế quản. Cho nên trong các bạn ấy, đây là chuyên gia hô hấp, trong các trường hợp nặng nhất ấy, chúng tôi mà trước khi đặt ống nội khí quản cho các bệnh hen nguy kịch, bao giờ chúng tôi cũng dùng Aralin. Nhiều trường hợp tránh được đặt nội khí quản. Cho nên chúng ta cứ bình tĩnh, đúng không ạ? Các trường hợp có thể xảy ra, một là suy tuần hoàn hoặc là suy hô hấp. Nhưng các tình huống mà nặng nhất ấy, có thể nó phối hợp cả hai mà chúng ta không biết. Nhiều khi chúng ta chỉ cần thử test một cái streptomycin, bệnh nhân té xỉu luôn. Chúng ta chẳng có thì giờ, cũng chẳng lấy cái gì ra mà chẩn đoán, chỉ biết là gì, bệnh nhân này chắc chắn là thiếu oxy, đúng nào? Thứ hai là gì, khi đã xảy ra rồi thì cái khả năng cấp cứu ngừng tuần hoàn chúng ta khó hơn nhiều. Tiến sĩ Chính sẽ trình bày cấp cứu ngừng tuần hoàn là cái thể tích trong lòng mạch chúng ta vẫn còn ok, chúng ta ép tim, chúng ta vân thay cho tim và hô hấp. Còn lại đây là gì, vừa cách ngừng tuần hoàn đồng thời nó vừa thoát quản, cho nên cái thể tích đổ đầy trong lòng mạch cũng như thể tích đổ đầy trong tim nó sẽ bị giảm đến rất nhanh, mà càng chậm thì nó lại càng nặng. Cho nên việc quan trọng nhất ấy, để cứu bệnh nhân phản vệ là cấp cứu ban đầu, mà cấp cứu ban đầu nhanh và đúng. Đấy, ví dụ trong khoa chúng tôi tập từ khoảng 10 năm nay tập huấn nhân viên, chúng tôi khoảng 10 giây nó biết rồi, cứ nhìn thấy nó biết ngay, nó chọc cho nhát Aralin rồi bắt đầu nó mới gọi bác sĩ. Thì hầu như là các bệnh nhân đều sống và chẳng bệnh nhân nào phải truyền dịch. Đấy, còn chúng ta chỉ cần chậm 5-10 giây thôi là bắt đầu khó rồi. Một là bệnh nhân đông, thứ hai chúng ta cũng chẳng có điều kiện theo dõi nằm chỗ nào ấy. Nhiều khi gần sáng thì chuẩn bị viết giao ban thì nằm còng queo một chỗ rồi cứng đơ rồi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta phải nói thật. Cho nên là gì, cái vai trò theo dõi là quan trọng. Thì trong cái bản sinh lý bệnh này chúng ta đã thấy rồi, các cái chất mà nó gây ra là cái gì và cái hậu quả ra làm sao. Đấy là một loạt các cái chất gây ra, không những ở trên mạch là gì, giãn mạch và tăng tính thấm, nó còn làm cơ trơn, đó là gì, ở đặc biệt nhất là phổi, ở ruột thì gây ra đau bụng, buồn nôn, ỉa chảy vân thôi, nó còn gây ra cả co thắt mạch vành, đủ các thứ triệu chứng nữa. Cho nên trong cấp cứu phản vệ nó rất là phức tạp, và người ta cũng chứng minh được rằng trong vòng 10 phút và nếu chúng ta không xử lý được ấy, thì cái 35% lượng nước nó mất ra khỏi lòng mạch, chạy ra ngoài. Đấy, cho nên là chúng ta còn nhanh hơn cả mấy ông ỉa chảy, càng khẩn trương càng tốt. Đấy đó. Thì chúng ta thấy là gì, các cái phác đồ nước ngoài người ta nói vậy thì ta quyết định như thế nào, làm cái gì bây giờ?
thì chúng ta phải xác định cái gì? Lấy hiệu quả điều trị làm chính, là tái lập lại cung cấp oxy cho tổ chức là quyết định. Thế nên chúng ta làm sao mà ai làm, điều dưỡng làm. Thì chúng ta cho cái phác đồ đơn giản, dễ hiểu và thực hiện tại chỗ, chứ không phải là chuyển đùng đùng từ khoa nọ sang khoa kia rồi hô hoán ầm ĩ, cái đấy không đúng. Đúng nào? Chậm hoặc không phát hiện ra mức độ nặng của phản vệ thì đồng nghĩa với tử vong. Và xin nhắc lại là nếu có nhầm lẫn một chút với adrenaline thì không có nỗi quá nguy hiểm, thì thời gian bán hủy nó tương đối nhanh, 1 phút rưỡi đến 2 phút là hết chuyện. Và quan trọng nhất là phải tái lập ngay tuần hoàn và hô hấp và adrenaline tiêm bắp. Đấy. Và xin nhắc lại, các bạn đừng có sát trùng, mất thì giờ. Nhá. Xuyên quần áo chọc chồng nhát. Đấy. 0.5 mg một người lớn, 1/6 mg ở sơ sinh, 1/5 mg một trẻ độ 10 cân, 1/4 hoặc 20 cân, 1/3 hoặc 20 cân. Chúng ta áng chừng có thể sai số không quan trọng. Đúng không nào? Thì bệnh nhân tử vong đấy, chúng ta biết rồi, là liên quan đến tình trạng thiếu oxy, cấp liên quan đến giãn mạch và tăng tính thấm, do co thắt phế quản. Cho nên chúng ta làm cái phác đồ làm sao mà cho nó đơn giản. Thì dựa trên các cái nhận xét đó, cũng như là các cái tài liệu nước ngoài, chúng tôi đã đưa ra các cái dấu hiệu. Một là nhẹ, thứ hai là nặng, thứ ba là nguy kịch. Cái nguy kịch chúng ta biết rồi, chúng ta vẫn gọi là sốc phản vệ. Cho nên khi mà soạn thảo cái này, chúng tôi rất là mất thời gian. Đấy, mất khoảng hơn 20 cuộc họp tranh luận nhau, chúng ta mới bỏ được chữ sốc. Thế các bạn thấy phác đồ mới này là cấp cứu phản vệ. Đúng không ạ? Thứ hai là nhẹ, là chỉ có dấu hiệu ở da hoặc niêm mạc. Cái này nó chỉ hơi ngứa ngứa phù phù một chút, chúng ta vẫn còn thời gian. Chậm trễ một tí cũng được, chạy đi gọi cũng được. Nhưng mà cái này nước ngoài nó không xếp vào đây, nó chỉ cho vào loại dị ứng thôi, còn phản vệ anaphylaxis của họ là phải có biến chứng tặng rồi. Thế thứ hai là nặng, thì nước ngoài như tụi ông Mỹ hay là tổ chức dị ứng thế giới chẳng hạn, người ta xếp 2 trong 4 triệu chứng, và chúng tôi đề xuất là chỉ cần 1 trong các triệu chứng là chúng ta đã phải giải quyết rồi, không cần phải đợi đến 2 triệu chứng. Còn nếu hiệu nguy kịch là chúng ta đã biết rồi, đến nguy kịch thì chết nhiều lắm. Thì thế giới người ta làm gì đầy đủ chi tiết, đề cập cho nhiều vấn đề dựa trên thống kê thuật toán vân vân. Tuy nhiên người ta cũng chốt lại là gì? Chẩn đoán dựa vào lâm sàng. Thứ hai, người ta cũng đưa ra các phương thức tính toán và độ nhạy của người ta chỉ đạt 70% thôi, chứ không phải hoàn toàn chính xác. Còn lại ở Việt Nam ta làm gì? Ở ngoài cộng đồng hiện nay chúng ta nói vui thế thôi, chúng ta chưa bao phủ được. Trước mắt là làm cái gì trong môi trường bệnh viện để có vai trò để pháp lý thì đã. Ví dụ các cái thuốc chúng ta từ khí dung tiêm tĩnh mạch rồi plasma, thuốc cản quang vân vân. Đấy, cũng dựa vào chẩn đoán lâm sàng, thì dựa vào cái bản chất của hiện tượng tử vong đấy thì chúng ta có thể đưa ra một cái phác đồ. Đây là các cái phác đồ mà chúng tôi đã đưa ra, sau này đã được Bộ Y tế công nhận và đưa vào các cái phác đồ cuối cùng. Tuy nhiên ấy, cái dấu hiệu này ấy, thì ban soạn thảo thì lại lấy của Mỹ, cứ 2 trong 4 triệu chứng thế họ thế kia chúng tôi không tranh luận. Và chúng tôi quan trọng nhất ấy, là chúng tôi thấy gì? Thứ nhất ấy, độ 1 thì chưa cần adrenaline. Đấy, tuy nhiên nó vẫn phải theo dõi vì nó có thể nó chuyển độ rất nhanh. Cho một chút kháng histamine, độ 2, độ 3 phải adrenaline rồi. Bệnh nhân mà tăng huyết áp, ví dụ bệnh nhân khó thở, các bạn đều biết cả, chuyên gia suy hô hấp cả. Thì bệnh nhân nó gì? Mạch nhanh tăng huyết áp, trong trường hợp đó chúng ta chuyển tĩnh mạch. Chúng ta không tiêm bắp, chúng ta chuyển. Chúng ta xem ví dụ bệnh nhân nói được câu 1-2 từ, xong bắt đầu thấy nó câu nói ra dài ra 3-4 từ, chứng tỏ gì? Đường thở bắt đầu nó thông thoáng hơn. SpO2 nó sẽ tăng dần lên và mạch nó chậm lại, huyết áp. Các bạn cứ truyền adrenaline, huyết áp nó sẽ xuống. Các bạn đừng có lội hạ áp làm cái gì cả. Trừ trường hợp nó quá cao lên hơn 200 mấy nguy cơ xuất huyết não cho hạ áp, còn không ta không cần thiết. Và quan trọng nhất là gì? Cái phác đồ này chúng tôi đã làm hơn 10 năm nay và sau này Bộ Y tế đồng ý. Ví dụ nhẹ là gì? Chỉ có dấu hiệu ở da nhưng mà cho kháng histamine. Ok, chúng ta theo dõi tiếp trong vòng 62 giờ. 24 giờ càng tốt, không sao cả. Nếu mà gì theo dõi thấy không đạt, chuyển ngay sang bước thứ hai, cho dùng adrenaline ngay lập tức. Còn bệnh nhân nguy kịch thì đương nhiên thì chúng ta sẽ phải xử lý ngay như là phác đồ chúng ta đã biết. Còn nếu mà chúng ta muộn ấy, chúng ta bắt buộc phải truyền dịch. Trong các trường hợp sớm ta làm thật nhanh, hầu như chúng ta không cần phải truyền dịch. Trong trường hợp muộn chúng ta phải truyền dịch và làm rất nhiều thứ, thậm chí nó còn phù phổi, ngừng tuần hoàn, suy thận, còn đủ thứ nữa. Là kết quả áp dụng tại một số bệnh viện, 204 bệnh nhân, và chúng tôi rất là mừng là rất nhiều các bệnh viện tư nhân người ta lại quan tâm. Mấy ông nhà nước cứ lờ phờ đợi công văn của Bộ, và Bộ thì còn lâu mới ra, đúng không ạ? Rồi các bệnh viện tư nhân người ta bị dính trường rồi. Một là chết bệnh nhân, thứ hai là đền tiền, thứ ba vớ vẩn sập tiệm. Cho nên người ta rất là quan tâm. Các bệnh viện tư nhân cực kỳ người ta quan tâm. Đấy, người ta làm. Ở đây chúng ta thấy gì? Các triệu chứng hay gặp. Ví dụ, chúng ta hay nghĩ ra bệnh niêm mạc, ok. Tuy nhiên, ở các bệnh nhân ban đầu chỉ có khoảng 68% thôi.
đến khi đầy đủ nó khoảng 80%. Có nghĩa là gì? Các bệnh nhân nặng nhất, tụt huyết áp, trụy mạch, hôn mê thì nó không kịp có dấu hiệu ở da. Cho nên các bạn, da thì hay gặp thôi, nhưng mà chúng ta hãy quan tâm đến tình trạng khác của bệnh nhân, ví dụ oxy rồi hôn mê vân vân, tất cả những cái đó nó quan trọng hơn nhiều. Sử dụng adrenaline không? Thì tất cả các trường hợp 16 trường hợp nhẹ thì ta cho kháng histamine, và sau đó là gì, người ta theo dõi và người ta thấy gì không đạt, người ta lại chuyển sang dùng adrenaline. Còn tất cả các trường hợp nặng và nguy kịch đều được dùng adrenaline. Và 204 bệnh nhân này chả ông nào chết cả. Xin nhắc lại, đây là một cái bằng chứng, đừng nỗi quá lo lắng về cái liều nhỏ adrenaline tiêm bắp, chúng ta đừng quá lo lắng cái chuyện đó. Kết quả theo phác đồ của chúng tôi thì hầu hết là thành công, và các triệu chứng lâm sàng nó hết trong vòng 30 phút, 100% bệnh nhân sống, chỉ có một vài bệnh nhân có các tác dụng phụ. Tuy nhiên ấy, nó được khoảng 80% các trường hợp, chúng ta chỉ cần một mũi duy nhất là có thể thông qua, các bệnh nhân thoát ra được. Và cái chúng ta hay bị sai lầm đấy là chúng ta tiêm rồi, bệnh nhân tốt lên chúng ta thôi luôn. Khi nào chúng ta bắt đầu tiêm adrenaline là bắt đầu chúng ta phải theo dõi. Đấy mới là bắt đầu của quá trình cấp cứu phản vệ. Nó khoảng 20% nó sẽ xảy ra nước tiếp tục, đó là các trường hợp khó. Lý do gì? Thứ nhất là gì, nguyên nhân chúng ta không giải quyết được. Đây là một cái bệnh án chúng tôi giữ được từ năm 1998. Và cái cô bé này, cô ăn cơm rang rồi cô đỏ da, cô tụt huyết áp ở đó vào bệnh viện Gia Lâm huyện chứ chưa phải là quận như bây giờ. Các bạn biết ngay là phản vệ, các bạn tiêm adrenaline, truyền dịch vân vân. Sau một ngày không đỡ và cái bệnh nhân liên tục tụt huyết áp và chuyển đến cho chúng tôi. À, sau 13 lần tiêm adrenaline không đỡ, cứ tiêm là lên rồi lại tụt xuống. Thì sau đó là gì, chuyển chúng tôi trong tình trạng suy hô hấp, phù phổi, thở máy vân vân, truyền dịch. Và chúng tôi thấy bệnh nhân phù rất là to và cầm cự adrenaline trong suốt một tuần liền. Đấy, mới thoát ra được. Tất cả các triệu chứng tổng cộng nó phải dùng tới 450mg adrenaline. Mà đến khi cô ấy tỉnh ra rồi mới hỏi lý do gì, thì mới thú thật là cháu ăn cơm với nhậu rang, lần đầu cháu ăn thấy ngon quá. Thế mà hỏi bà mẹ thì bà mẹ không nhớ là đi chợ mua nhậu về mà con nó rang ăn cơm một bát thấy ngon quá, nó ăn nốt cả phần nhậu còn lại, nó rang cơm nó ăn tiếp. Lúc bây giờ là gì, bà mẹ mới nhớ ra là đúng là lần hôm ngày hôm đó là có đi mua nhậu về. Cho nên trong một cái bệnh nhân này ấy, nó dạy chúng ta rất là nhiều, là chúng ta phải tìm được nguyên nhân, phải lấy nó ra, đặc biệt là đường uống chúng ta hay là gì, chúng ta có thể gây nôn hoặc cho ỉa chảy cái gì đó hay tẩy nó ra. Còn các cái gì mà nó đã tống vào người rồi, vì chúng ta tiêm thuốc vào tĩnh mạch, kháng sinh thì lấy nó ra bây giờ khó lắm. Bệnh nhân này là kỷ lục, một tuần mới thoát ra được. Đấy. Và chúng tôi vẫn còn lưu lại các cái bệnh án của cháu này. Các trường hợp thứ hai là tắc nghẽn đường thở. Một ông y sĩ ở bệnh viện Chiêm Hóa năm 2000, bắt đầu anh sốt đau họng, anh dùng penicillin anh ngậm, anh thấy amidan anh đỏ đau họng, thế sau bắt đầu thấy khó thở tăng lên, phù họng thăng quản, thế bắt đầu là gì, các bạn tiêm diaphylline rồi methylprednisolone là cách xa chúng tôi khoảng 60 cái số, các bạn gọi điện, mạch nhanh, huyết áp tăng, vật vã, nguy cơ bắt đầu đi vào co giật, thế bắt đầu cấp cứu ngừng tuần hoàn, vừa cấp cứu ngừng tuần hoàn co giật, vừa hướng dẫn các bạn ấy, cấp cứu ngừng tuần hoàn, vừa bóp máu, vừa adrenaline đây ngoài cấp cứu ngừng tuần hoàn ra nó còn tác dụng trong phản vệ. Đấy, rồi sau đó là gì? Là phải mở khí quản cấp cứu. Hai bạn y sĩ chưa bao giờ mở khí quản. Tôi bảo cái sờ vào thấy cái sụn chưa, thấy rồi, rạch đi nhanh lên. Rạch xong đút được cái ống vào. Đấy, thế là máu me be bét mặc kệ nó. Thế là một ông thì giữ lấy canuin trong khí quản, một ông bóp bóng và một bạn nữa tiếp tục dùng cắt giật bằng phenobarbital. Cứ thế là bóp bóng cầm cự, thế sau đó chuyển về Tuyên Quang cách đấy 60 cây số, chúng tôi ở đó. Thì cầm cự cho bạn ấy ngủ khoảng 4 ngày nữa bằng phenobarbital. Thì sau đó một tuần thì bạn khỏe, bây giờ bạn đã học xong chuyên khoa 1 da liễu và vẫn sống bình thường. Đấy, nhưng mà nếu mà hai bạn đồng nghiệp y sĩ mà không dám mở khí quản thì chắc chết. Nên trước nhắc lại là chúng ta cố gắng tập huấn cho nó thành thạo, nhưng mà nếu không được thì cố gắng ủng hộ các bạn đồng nghiệp mình làm cái gì đó, đừng kể cả người ta làm có trục trặc gì đấy cũng ủng hộ. Đừng gây cho người ta cái sự hoang mang mà tự nhiên rút điện thoại ra gọi báo cáo trực lãnh đạo thì chắc chết. Đúng ạ. Phải để ủng hộ cho người ta làm, có cái gì làm cái đấy. Chứ không nhất thiết là phải cầu kỳ máy móc xét nghiệm gì nhiều. Đấy, cái bài học đây là gì? Khi nào tắc nghẽn đường thở trên thì chúng ta phải mở khí quản. Chứ xuống dưới co thắt phế quản thì chúng ta chắc chắn là chẳng mở khí quản làm gì. Chúng ta phải dùng adrenaline để cho nó giãn ra thôi. Đúng ạ. Trường hợp thứ ba chẳng hạn cũng gần đây.
Đấy, một cái bạn học trên khóa 1 về trực Tết ngày mùng 1. Bắt đầu là con một chị trưởng khoa dược bệnh viện huyện Bá Thước Thanh Hóa mùng 1 Tết đi chơi bị qua đông đốt. Lúc ấy tôi có nói chuyện vui anh Đợi thôi, chứ anh Đợi đẹp trai thế chắc là nhiều bạn gái hay đi chơi đúng không ạ? Thì anh cứ nhớ mang cho tôi Alalin 1-2 ống cất kỹ thì được đúng không nào? Bị một con ong đốt đúng nào, sau bắt đầu là khó thở vào viện hen vật vã tụt huyết áp, SpO2 tụt tăng huyết áp lên, chẩn đoán ong đốt thì ai cũng nhìn thấy, làm gì bây giờ, thuốc gì bây giờ? Thì tất cả đấy mọi người đều lo sợ, đặc biệt là giám đốc, và không được cho. Bây giờ cho Alalin nó chết mất, nó vỡ tim, huyết áp nó lên rồi. Thì rất là may, không biết tôi đang cầm điện thoại thì bạn ấy gọi, thế bọn tôi bảo mở to điện thoại các bạn nghe, thì bảo cái này nó siêu hấp và nó cường giao cảm, tăng huyết áp mạch nhanh, chứ còn chúng ta chậm nữa nó đợi sang giai đoạn sau nó tụt huyết áp là chết đấy, cho Alalin đi. Đấy, mà tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thế là tiêm bắp, thế bắt đầu sau một nửa miligam thì sau 2 phút bắt đầu bạn ấy nói là câu dài hơn, đỡ khó thở, nhịp chậm dần, sau đó truyền tiếp trong khoảng 8mg trong vòng 6 giờ. Thế là bạn bác sĩ chuyên khoa 1 về nghỉ trực Tết, mất luôn ngày mùng 1 Tết. Nhưng mà một món quà rất quý là gì? Cứu được một anh 17 tuổi, to khỏe, con một đồng nghiệp ở trong bệnh viện. Chứ nếu chúng ta cứ cãi nhau hoặc chậm trễ một chút thì nó chết mất. Chúng ta chẳng làm được gì đâu. Thỉnh thoảng các bạn sẽ nhìn thấy ở trên các cái thông tin đại chúng là ong đốt rồi dẫn đến ngừng tuần hoàn, rồi suy đa tạng, lọc máu tốn kém đấy. Xin nhắc lại, nếu chúng ta làm tại chỗ nhanh lên thì nó không đến nỗi quá khó. Đấy, chúng ta còn chính là chúng ta cứ chậm trễ một tí hoặc do dự một tí là gì, chúng ta sẽ đi vào tình trạng rất là khó. Trường hợp gần đây chẳng hạn, một cháu bé 22 ngày tuổi đẻ thường, sau đó nó vào viện, ra viện rồi, nó vào viện vì một cái viêm phế quản phổ gì đấy, chuẩn bị ra viện thì mẹ nó đi chợ mua khăn giấy ướt lau cho con, bắt đầu sau lau rau một cái là bắt đầu phù hết cả mặt lên. Phù chúng ta về mặt thẩm mỹ thôi, nhưng mà chúng ta thấy gì, các cái mảng bầm tím, vật vã quấy khóc, và chúng ta nhìn thấy gì, SpO2 nó xuống và mạch nó bắt đầu nó nhạch lên. Thế tôi hỏi các bạn, trong trường hợp này đo huyết áp bằng cái gì bây giờ, đúng không ạ? Theo như các khuyến cáo nước ngoài thì phải giảm bao nhiêu phần trăm rồi vân, đo huyết áp của cháu bé bằng cái gì bây giờ? Cái này rõ ràng nó có một cái chuyện hẳn hoi rồi, đúng không nào? Cho nên là các bạn quyết định tiêm nhát 1/50 gram Alalin. Đấy, qua những cái trường hợp mà cứu thành công này, chúng tôi mới ước lượng các cái liều dùng cho các bệnh nhân là như vậy. Thấy người ta làm như thế được, ok, đúng không? Chứ còn chúng ta cân thực ra hầu như trẻ cháu nào mới đẻ ra nó còn cân, chứ thường các bà mẹ hay cân cho con mình tháng này nó lên cân rồi xuống cân, chứ còn nó lớn lớn thì hầu như chả cân, đúng không ạ? Nhiều bệnh viện bây giờ chúng ta cũng chẳng có cân mà, tôi biết mà. Đi đến nơi, vì tôi đi hội chẩn nhiều nơi, xem thở máy rồi thuốc vận mạch hỏi bao nhiêu cân, hình như khoảng gần đấy. Đấy, chúng ta cứ đại khái cả. Cho nên là gì, trong trường hợp này các bạn tiêm ngay Alalin. Có các dấu hiệu của các cháu thì ngoài cái dấu hiệu ở da nó bớt thì dần, nhưng mà quan trọng nhất là gì, các bạn thấy nhìn thấy gì, SpO2 nó lên, mạch nó chậm lại, và sau khoảng 15-17 phút thì hết chuyện. Chúng ta thấy không, nếu chúng ta cứ do dự một chút ấy, và cứ căn cứ vào các cái lý thuyết thì chúng ta phải đo huyết áp, phải tính thế nọ thế kia, thì chúng ta không làm cái gì cả và bệnh nhân nó sẽ nặng lên. Một trường hợp khác là phải dị ứng với các cái thuốc không steroid giảm đau. Nhân viên khoa nhà tôi đấy, mổ đẻ lần hai, gọi đẻ con trai sau mổ đẻ lúc 4 giờ sáng, tiêm ống phen đen, tiêm bắp, và sau đó bắt đầu cô vật vã khó chịu và khó thở. Bắt đầu cho thở oxy, và tôi cũng rất là may tôi đến sớm. Tôi thấy chị y tá trưởng cứ chạy qua, chạy lại, tôi bảo làm sao đấy. Bảo cô ấy đẻ, nó đẻ làm sao, nó đang khó thở. Tôi chạy sang thì bắt đầu thấy cháu khó thở. Tôi bảo chết rồi, tôi bảo đang dùng cái thuốc gì đấy. Tôi bảo lúc nãy mới tiêm một ống phen đen, thế mình mới nói với ông bác sĩ gây mê này, nó coi chừng nó phản ứng với thuốc đấy. Cho nó ấy đi, Adrenaline đi. Anh điên à, huyết áp nó đang lên thế này, nó đẻ được đứa con trai, nó cứ ra oai với nhà chồng. Trời ơi, làm gì có ai mà ra oai được, cái SpO2 tụt được, khóc lóc ầm ĩ được chứ làm gì SpO2 tụt, cái chuyện đấy là chuyện dấu hiệu không thể phịa ra được. Đấy, dứt khoát là ông không cho, ông bảo anh cho anh phải chịu trách nhiệm. Ông bảo nếu không thì khí dung. Tôi bảo khí dung cái gì, nó đang khó thở này, ông khí dung vào mồm à? Khí dung nó phải thở được, nó khí dung chứ. Và cuối cùng là gì, tôi bảo chị ta chạy về lấy ông Alalin, tôi chịu trách nhiệm. Tiêm lúc bây giờ huyết áp lên cao 180 rồi, vã mồ hôi rồi, bắt đầu nói được tím, nó bắt đầu mê đến nơi rồi. Chứ dám tiêm rón rén thôi 1/3 ống miligam tiêm bắp, còn lại bơm một cái chai truyền, đứng bên cạnh cứ nhỏ giọt.
xem theo dõi, bắt đầu thấy cô ấy nói được một từ, hai từ, bắt đầu là gì, ba từ, cái câu nói nó cứ dài dần ra, SPO2 nó tăng dần lên, thì sau đó bắt đầu trở về. Thế trong trường hợp này chẳng hạn, chúng ta có khí dung không? Không, bởi vì sao bệnh nhân có thở được đâu? Đúng là chúng ta xin nhắc lại, bệnh nhân thở được thì khí dung, mà không thở được thì đừng có khí dung nhá. Khí dung vào răng này nó không có tác dụng đâu. Đấy, còn lâu, đúng là. Đấy, xin nhắc lại trong trường hợp này là gì? Tăng huyết áp mà do phản vệ, không phải chống chỉ định của adrenalin. Tăng huyết áp do cơn tăng huyết áp, chúng ta phải xử lý theo cơn tăng huyết áp. Nhớ, chúng ta phải do phản vệ thì chắc chắn là tiền sử cô không có. Sau tiêm một ống Phenden mà nó bị, mình phải nghĩ ngay do cái thuốc ấy chứ. Tại sao mình còn nghĩ cho bệnh tim mạch gì? Hay là vết giấy mời hội chẩn cho khoa tim mạch. Đúng là phải xử lý thôi, chứ còn không như thế nữa. Biết rồi, thế là cô này bảo bây giờ cô này có hay dị ứng rồi, không cho cô ấy làm nữa. Bây giờ cho cô ấy làm hành chính thôi, một hôm ngày Chủ nhật. Cô đi làm, thế là cô ấy thay thiếu người quá đi làm. Bẻ ống bicarbonate, ngửi thấy mùi cái cô đổ luôn xuống dưới đất. Thế các bạn làm gì bây giờ? Biết là tiền sử có đầy dị ứng rồi, hay người ta lại cởi quần áo đo huyết áp à? Chả làm gì cả, mấy nhân viên thì tôi đã biết ngay rồi, nó lấy luôn, nó ra đi, nó chọc chọc nhát vào mông. Lúc đó là mỗi cái mông nó lộ ra đây, xuyên đùi. Không kịp đi mà bắp đùi trước theo lý thuyết nữa, chọc cho nhát vào mông. Bắt đầu thấy cô cựa quậy, cô thở dốc lên, như thế là ok rồi. Bắt đầu đỡ một tí là bế lên trên giường nằm một lúc. Bắt đầu mới tỉnh dậy, mới hỏi sao, bảo cháu hơi đau đầu, không sao cả. Nói được có nghĩa là sống được cả đã, rồi tôi tính sau, đúng không ạ? Cho nên là gì, bây giờ phải chuyển cho cô nơi khác làm việc, và bây giờ thậm chí chúng tôi phải huấn luyện cho cả nhà, cả con lẫn chồng, biết tiêm adrenaline. Ở nhà cái mẹ mày có làm sao, cái ngạt ngạt cái chọc chọc nhát. Đấy, không có là không kịp đâu, đừng có gọi ai cả, làm gì có ai hỗ trợ, đúng nào? Một ca gần đây, một cô 34 tuổi ở Tuyên Quang ạ, đi khám ở nội soi có loét tá tràng, có dùng các cái một cái kit thuốc gì đấy mà nó có 3 trong 1, clarithromycin rồi metronidazole với ampicillin gì đấy, không biết của nước nào tôi không biết, tự uống là đúng rồi, uống sau một ngày thấy ngứa thì cô ấy tự cô ấy ngừng, đến ngày thứ hai cô hết, đến ngày thứ ba cô lại uống lại. Uống xong bắt đầu là gì? Nổi mẩn, khó thở, mệt, bắt đầu chạy đến bệnh viện Hùng Vương. Thì các bạn thấy là huyết áp vẫn ok, ý thức tốt, các bạn tiêm ống dimethadone, vân vân. Tiêm xong một gái trong khoảng mấy phút là bắt đầu bệnh nhân ngừng tuần hoàn luôn, cấp cứu ngừng tuần hoàn. Cấp cứu tận 15 phút thì bắt đầu là gì? Lên chảy thành suối. Thì các bạn gọi chúng tôi, một mặt chúng tôi cử bác sĩ hỗ trợ chạy lên trên, gọi taxi chạy luôn, một mặt là hướng dẫn các bạn qua điện thoại. Vừa truyền dịch vừa lên chảy thành suối, bệnh nhân phù phổi. Đấy, tụt huyết áp, thì sau đó cầm cự gặp nhau ở trên đường cao tốc và đưa về Hà Nội. Thoát được, đưa về đến khoa thì bắt đầu bệnh nhân ngừng tim lần thứ hai. Lại cấp cứu ngừng tuần hoàn, làm hết các thứ oxy rồi. Hy vọng là gì, bệnh nhân này chắc chắn là phải ECMO thôi, chứ còn cái cả tim và phổi này không được rồi. Phổi thì phù phổi rồi, tim đơ ra rồi. Siêu âm tim nghĩa là hầu như cái tim nó không bóp. Mấy cái tim nó run rẩy chứ không phải nó bóp. Và cuối cùng là gì, quyết định làm ECMO rất là nhanh. Và vừa mới luồn được các cái canuin mà hút máu ra chạy qua mấy ECMO thì bệnh nhân lại ngừng tim tiếp. Và lần này cái tim nó ngừng hẳn trong 5 ngày. Nó chả thèm đập nữa. Đấy, chẳng làm được cái gì đó, nó không thèm đập nữa. Thì các cái xét nghiệm cho thấy tình trạng toàn chuyển hóa rất là nặng, thiếu oxy, vân vân. Lactate tăng cao, đấy các cái vừa bù dịch, lọc máu rồi may có cái tuần hoàn ngoài cơ thể. Thì sau khoảng một tuần thì các cái chức năng tạng, các bạn đây thấy là troponin nó tăng rất là cao. Các bạn thấy không nào? Ngay cả cơ tim nó cũng bị thiếu oxy và nó cũng bị ngừng tuần hoàn đến lần thứ ba rồi. Cho nên là gì, không thôi đừng cố nó bắt, không dùng adrenaline nữa, nó không chịu nổi đâu. Thế là cho nó nghỉ đi. Thế là cho chúng ta sau mất khoảng 16 ngày thì bắt đầu tim nó đập lại. Sau khoảng 12 ngày bắt đầu là ngừng nữa, ECMO cái tim hoạt động tốt. Sau đó hiện nay thì cô đã về, ý thức thì rất là may. Cũng nhờ trời đâm ra là không có di chứng thần kinh gì cả. Nợ ai thì vẫn nhớ, mà tôi sợ nhất là gì, người ta sa sút trí tuệ. Ông nào nợ mình thì mình nhớ, mà mình nợ ai thì mình quên. Mẹ cái đấy mới chết. Cái đấy là cái đáng ngại nhất, là sa sút trí tuệ. Đấy, đúng không? Đây là một cái rút ra kinh nghiệm là gì? Trong các trường hợp phản vệ mà đã có ngừng tuần hoàn thì chúng ta phải nghĩ ra cái trò gì đấy, ECMO chẳng hạn, để nó hỗ trợ, vì nguy cơ nó lại ngừng tim nữa, chứ không phải nó sẽ bị ngừng lần nữa đâu. Cho đến nay khoảng hơn 12 bệnh nhân đã được áp dụng kỹ thuật này rồi, và cũng thành công khá tốt. Hầu như là chẳng có bệnh nhân nào mà thất bại cả. Thì tóm lại là gì, cái phác đồ phản vệ chúng ta ấy, muốn học cái nào thì học, muốn đọc cái nào thì đọc, thì tóm lại chúng ta hiểu cách là bản chất của nó, chúng ta thấy cái gì, nó đơn giản thôi.
Nhưng thứ hai, chúng ta phải phổ biến, ngoài bác sĩ ra thì chúng ta phải quan tâm đến điều dưỡng. Thì chúng ta không quan tâm đến điều dưỡng, chắc chắn là trong khoa bệnh phòng các bạn sẽ thất bại. Và điều dưỡng sẽ là người xử lý ban đầu chứ không phải bác sĩ. Bác sĩ chúng ta một là ít, thứ hai chúng ta còn nhiều việc, còn chưa kể đi họp thì còn chiến đấu với bảo hiểm, mệt mỏi lắm, đúng không? Thứ ba là gì? Cần cụ thể hóa từng bệnh nhân. Không có một công thức nào cho tất cả các bệnh nhân cả. Từng thời điểm một, bản chất của hiện tượng đó là cái gì thì chúng ta quyết định điều chỉnh làm cái gì tiếp. Đấy, và chẩn đoán và xử trí nhanh sẽ quyết định tiên lượng sống còn của người bệnh. Đó là những tôi muốn gửi thông điệp với các bạn. Xin cảm ơn. Xin giới thiệu.